kỷ niệm lúc còn học sinh. Tà áo trinh nguyên tô thắm sân trường. Đời học sinh với nét đoan trinh, tươi đẹp như màu hoa xinh, có đôi khi thấy buồn một mình. Tâm hồn không sâu không phiền vì ai, màu mắt thơ ngây tóc xóa buông dài, lời yêu đương vẫn rót bên tai, nhưng lòng chưa hề yêu ai. Bến xuân xin ước hẹn ngày mai. Tuổi thơ đi qua rồi, bạn bè lớn lớn xa xôi cách trở phương trời, nhường nhau nhận nhớ đôi lời, nhớ những lúc bên nhau trường gần lên và bao niềm tâm vui quên. Bây giờ kỷ niệm trôi vào thời gian, ngày tháng chưa có hoa nở phai, tìm tương lai giữa chốn xa hoa, phiêu bạt cuộc đời phong ba. Nhớ thương về kỷ niệm ngày qua, phiền vì ai, màu mắt thơ ngây tóc xõa buông dài, lời yêu thương vẫn rót bên tai, nhưng lòng chưa hề yêu ai. Bến xuân xin ước hẹn ngày mai. Tuổi thơ đi qua rồi, bạn bè người một nơi, xa xôi cánh trở phương trời, thương nhau nhắn nhớ đôi lời, nhớ những lúc bên nhau gọi tên, vui say xưa mãi trường thân bên, và bao niềm tâm tư khó quên. Bây giờ kỷ niệm chôn vào thời gian, nỡ phải tàn, tìm tương lai giữa chốn xa hoa, phiêu bạt cuộc đời phong ba, nhớ thương về kỷ niệm ngày qua. Tìm tương lai giữa chốn xa hoa, phiêu bạt cuộc đời phong ba, nhớ thương về kỷ niệm ngày qua. Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ, nhiều nét đổi thay tường mái rêu mờ. Bên hiên hàng giờ tìm những bạn xưa, may ra có còn đôi đứa vẫn yên vui sống đời học trò. Bâng khuâng đợi chờ người sao chẳng đến,
hồi lá hồi hoa chỉ thấy im lìm. Cây dương đầu trường còn khắc hàng tên, hoa leo phú phàng đan kín tiếng ve ru nghe gợi buồn thêm. Bạn cũ xa rồi có người về đất buồn xuôi, năm ba đứa bạn phương trời, hai thằng chờ đâu cuốn năm tới. Mẹ ơi hát gì điều nhạc lâm ly, không người biển Việt sơn khê, cố nhân đi bao giờ mới về. Hôm nay trở lại nhiều khuôn mặt mới, thầy đó trường đây bạn hữu đâu rồi. Bao nhiêu kỷ niệm hoa bướm ngày thơ vang trong nỗi niềm nhung nhớ, có ai đi thương về trường xưa. Bạn cũ xa rồi có người về đất buồn xuôi, năm ba đứa bạn phương trời, hai thằng chờ đâu quấn năm tới. Về ơi hát gì điều nhạc lâm ly, không người biển Việt sơn khê, cố nhân đi bao giờ mới về. Hôm nay trở lại nhiều khuôn. Hôm nay thì cũng tập thể lớp thì hôm nay cũng quay trở lại trường, trước hết là cũng thăm lại trường cũ. Thế thì thay mặt cho tập thể lớp, lần đầu tiên xin được gửi tới các quý thầy, quý cô cùng toàn thể các bạn một lời chào, một lời chúc sức khỏe và thành đạt nhất. Cũng xin báo cáo với lại toàn thể các thầy và các bạn đến cái chương trình. Thì thực ra thì theo cái chương trình thì báo cáo hôm nay thì về cái thời tiết vào đầu buổi sáng này cũng không được ủng hộ cao, thế cho nên là cái thời gian theo cái chương trình nó cũng bị lệch mất một chút. Thế tuy nhiên thì cũng phải đảm bảo cho các cái chương trình của cái ngày hội khóa hôm nay thì trước hết là thay mặt cho thầy lớp thì cũng rất là cảm ơn với sự quan tâm của các thầy cũng đã có chút cái thời gian về động viên tập thể lớp ngày hôm nay. Thế thì cũng thay mặt cho tập thể lớp thì trước hết là về cái nội dung chương trình thì tí nữa nội dung chính thì tập thể lớp sẽ được tổ chức tại nhà hàng Thịnh Kiệm. Thế sau cái nội dung ở đây thì cũng trân trọng kính mời các thầy cùng toàn thể các bạn sẽ di chuyển về nhà hàng Thịnh Kiệm tại các ba bản nước, thì chúng ta sẽ diễn ra cái chương trình chính ở đó. Thế thì còn ở đây thì cũng xin báo cáo toàn thể các thầy và đặc biệt là ban giám hiệu cũng như là đại diện công đoàn của trường trung học cơ sở Trình Con, thì hôm nay tập thể lớp thì cũng có một cái món quà nho nhỏ để gửi tặng tới nhà trường, thì là một cái ghế đá thì cũng hiện nay cũng đang chuyển về để bên ngoài. Thế thì thực ra thì cũng xin được thông tin cũng như là có cái món quà cho tặng như vậy. Thế thì cũng thay mặt cho tập thể lớp thì cũng có một cái món quà nho nhỏ thôi, mặc dù là rất là nhỏ nhưng cái tấm lòng của tất cả các bạn trong tập thể lớp. Thì cuối cùng thì thay mặt cho tập thể lớp thì cũng xin được một lần nữa xin được gửi tới toàn thể các thầy và toàn thể các bạn luôn có một sức khỏe dồi dào và hạnh phúc. Cũng xin được cảm ơn toàn thể các thầy cũng như các bạn. Mặt cho ban giám hiệu nhà trường và các thầy cô của nhà trường thì tôi cũng xin phép được giới thiệu, tôi là Nguyễn Anh Dũng, mới được bổ nhiệm hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Trình Con vào 27 tháng 5 vừa rồi. Về thời gian thì rất là ngắn và cái việc nắm bắt đơn vị trường, nên mong các thầy cũng như là các cựu học sinh gặp mặt 25 năm để nhớ lại
tưởng nhớ lại cũng như là những kỷ niệm học sinh khóa 96-99 để gặp mặt, giao lưu, nhớ lại những kỷ niệm xưa thành công tốt đẹp. Nhà trường Trung học Cơ sở Diễn Phong cũng là cái nơi, đó là những cái kỷ niệm. Thì về sau này thì cũng mong các cựu học sinh là có thể đến chơi, đến thăm nhà trường. Bất kỳ lúc nào nhà trường sẽ sẵn sàng đón tiếp các cựu học sinh của tất cả các khóa, cũng như là khóa 96-99. Cuối cùng thì thay mặt cho nhà trường xin chúc cho buổi gặp mặt giao lưu kỷ niệm 25 năm của khóa 96-99 thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Bao nhiêu kỷ niệm hoa bướm ngày thơ vang trong nỗi niềm nhung nhớ, có ai đi thương về trường xưa. Kính thưa cô giáo, thưa toàn thể các bạn, thời gian trước khi chúng ta trở lại theo nghĩa quan tâm tuổi học trò với bao kỷ niệm đẹp thấm thoát đã rất đủ cùng các thầy cô giáo kính yêu, bạn bè thân thiết, thuở nào ở mảnh đất mang tên là Trường Phong thân yêu. Lời đầu tiên thay mặt cho toàn thể các thành viên lớp 9, khóa 9, 1996, 1999 xin gửi tới các thầy, các cô sự tri ân và lòng biết ơn sâu sắc nhất trong niềm vui ngày hội ngộ. Chúng em xin kính chúc thầy cô chính thức 25 năm xa cách, một cách chậm
là còn là cô giáo là dạy chúng ta từ xưa đến giờ. Hôm nay cô cũng thầy giáo của chúng ta cơ bản cũng cho một tràng pháo có tay thật lớn để chào đón cô ạ. Cũng vinh dự với chúng ta hôm nay có thầy giáo Nguyễn Đỗ thì nguyên là hiệu trưởng, sẽ nói là nguyên là giáo viên của nhà trường. Bây giờ thì hiện tại là thầy đang công tác tại trường trường bản hàng lớp mình là trường nào là trường có bông vâng các bạn cũng là cho một tràng pháo tay để cho chào đón thầy Tình ạ. Vâng, đến dự còn có các thầy cô giáo cùng luôn cùng giảng dạy lớp cũng về mặt đông đủ và về phía nhà trường trung học cơ sở Trường Phong thì tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của thầy giáo Nguyễn Lai Sơn là hiệu trưởng nhà trường đến dự buổi họp mặt, đề nghị các bạn nhiệt liệt chào mừng. Có thầy Bùi Quốc Hoàn là phó hiệu trưởng nhà trường cũng đến dự với chúng ta, đề nghị các bạn là cho một tràng pháo tay chào mừng ạ. Và có thầy giáo Phạm Văn Chính là phó hiệu trưởng nhà trường cũng về dự buổi gặp mặt của chúng ta.
Thank you.
sao duyên mỗi khi hoa phượng rơi nhắc lại câu chuyện buồn. Trường con kia ôi mái đồ tường rêu nơi kỷ niệm êm ái, đâu dư âm của tiếng nói ngày thơ ngày hai đứa dìu nhau đến sân trường, cùng đuôi bướm hai hoa trên cuối đường tiếng cười vạn tình thương. Và thuở ấy biết bao nhiêu buồn vui gói tròn theo tuổi đời, vẫn thương như một nụ hoa trắng. Nhưng bao nhiêu yêu dấu đã phai mờ, thời gian nỡ vùi chôn tuổi học trò. Người em gái mến thương nơi chốn nào, bao giờ mình gặp nhau? Trên vai bước chân đi lòng đôi tiếng ai hoài, nhận hoa rơi mà không nói nên câu nhớ nhau vì đâu, biết nói gì tình ta cho mắt chia phôi, kém tâm tư dành riêng đến một người. Xanh ơi ngày xanh trên trong tim biết đâu mà tìm. Người ơi nhắc đến chi kỷ niệm xưa khiến lòng tôi buồn buồn, ngày biệt hoa xưa đây nhưng bóng dáng em đâu, lòng nhật ký đã ghi nốt tâm tình và đôi lúc nhớ nhau lưu bút còn để lại chuyện buồn. Hoa rơi mà không nói nên câu nhớ nhau vì đâu, biết nói gì tình ta cho chia phôi, khép tâm tư dành riêng đến một người. Ngày xanh trên trong tim biết đâu mà đi. Người ơi nhắc đến chi kỷ niệm xưa khiến lòng tôi buồn buồn, ngày biệt ly hai đứa đứng nhìn nhau em cay cánh hoa tím. Hoa xưa đây nhưng bóng dáng em đâu, lòng nhật ký đã ghi nốt tâm tình và đôi lúc nhớ nhau lưu bút còn để lại chuyện buồn vui. Hoa xưa đây nhìn bóng dáng em đâu,
nhật ký đã ghi nốt tâm tình, và đôi lúc nhớ nhau lưu bút còn để lại chuyện buồn vui. Thank you.
Yeah.